Chú ba. Về nhà này nữa hả? Mẹ muốn tao chết hay mẹ muốn tao giết mày? Trời ơi, mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi, con không có làm gì xấu xa hết trơn á. Con đang kiếm tiền để trả mẹ đây để mẹ có tiền, mẹ muốn xây sở, mẹ xây gì mẹ xây hiểu không? Mẹ kiếm tiền hả? Mẹ nói kêu. Nói. Mẹ trời ơi, tao lắm mẹ ơi. Mẹ ơi. Không bữa nào tao giết mày. Thôi. Giết mẹ ơi. Rằng không bữa mổ yên hệt nữa. Muốn làm cái ni hay là làm cái khác. Không ngày mổ mà không chửi mặn nhau là không được. Mà con nói cho mẹ nghe, bữa nay con phải chém thằng này. Ôi, thằng không có chịu được rồi. Nội, khách tới nội, khách tới. Trời ơi, kệ khách đi, mày lo mày giữ nội đây nè. Dạ dạ, chị ăn bún bò hả, vô đi em dẫn xe cho. Thôi, nhà gì mà đánh lộn đánh lạc thấy ghê quá. Thôi đi bà ơi, thấy ghê quá. Rồi bỏ đi nữa rồi. Bé, giữ nội kìa, nội kìa, nội kìa. Chém được thằng này, tao không phải bà nội mày. Giữ nội đi. Thôi, mày anh chị coi lại đi. Tìm cách mà làm cho cái nhà này khả lên. Cứ như rí hoài là không được. Làm hả? Đâu? Làm cách gì đó mẹ nói đi. Cách gì bây giờ? Nhà cửa thì tan nát, con cái thì vậy đó. Làm cái gì đó mẹ nói đi. Chị nghĩ đi. Bồ tôi thích ở chỗ ni à. Tôi tài răng không về bên nợ mà ở. Để ở đây nè, nghe mấy anh chị cứ chửi mặn nhau suốt ngày rửa. Tại mày ở đó không được. Mấy người đó làm phách kênh kiệu mày ở không được chứ sao? Không phải mô. Vậy chứ sao? Như rỉ là đủ rồi. Chị nói tất cả ra đây hết. Tôi không ngồi yên để mà nghe mấy anh chị đánh chửi nhau suốt ngày như rỉ mô. Kêu hết mọi người ra đây đi. Sao đúng số tuổi? Nhà anh có nghề gia truyền nổi tiếng ở đất này. Ông cố làm người rất giỏi, đã được phong lên hàng nghệ nhân, có phải không? Dạ đúng rồi thầy ạ. Phúc đức tổ tiên dài đó chứ. Rất tốt. Còn hưởng được phúc tổ tiên nhiều. Dạ dạ. Nhưng mà cha ông có hai bà, bà lớn bà nhỏ. Hai bà không có hòa thuận với nhau, dẫn tới lúc nào hai bên nhà cũng cạnh tranh với nhau. Cho thầy biết. Đưa tay đây. Bàn tay có đường chỉ tay, chia ra làm hai hướng. Từ đời mẹ đến đời con, lúc nào cũng xung khắc. Chuyện này muốn hòa giải cũng hơi khó à. Dạ thưa thầy, nhờ thầy coi dùm là xem đất của ảnh đang ở có làm ăn được hay không, có tốt hay không ạ. Đất nhà anh ở không phải là đất của tổ tiên. Dạ không, nhà tôi là đất tổ tiên mà. Ừ, anh không biết đâu. Đất nhà anh không phải là đất tổ tiên. Đất bên nhà bà nhỏ mới là đất tổ tiên. Cả hai nhà đều là đất tổ tiên, mà ông cố để lại cho con cháu hai nhà mỗi bên một nửa. Phần đất bên nhà bà nhỏ mới là đất chính. Sinh sống thờ phụng, làm ăn trên đất đó mới hưởng được phúc của tổ tiên. Hai bên đất đó là hai con mắt rồng. Kinh doanh muốn thịnh vượng thì phải có cả hai bên. Chăm lo hưng khói tổ tiên mới phù hộ chứ. Cái nghề buôn bò là cái nghề gia truyền của dòng họ Ngô. Tôi nói cho anh chị biết, giữ được cái nghề này không chỉ giữ được cái miếng cơm mà giữ được cả cái gia phong. Đời ông đời cha đã dừng được tên tuổi tiệm buôn bò Huế nổi tiếng ở xứ Huế. Mà tới đời anh chị làm cho cái sự nghiệp của tổ tiên bị lùi bại lại là có tội với tổ tiên. Tôi coi cách anh chị làm á, thấy anh chị chưa hiểu được cái hồn trong nghề. Quán ăn thì bề bộn, người nấu thì không biết răng là ngon răng là dở,
Trịnh Minh á phải trân trọng cái nghề của mình làm, biết giới thiệu giá trị của tô bún bò Huế cho khách người ta hiểu. Khách mới quý tô bún bò, người ta bỏ tiền ra mua. Mua một tô bún bò như ri á phải đáng giá. Nhưng mà mẹ ơi, quán của mình á là quán bình dân, thì khách vô đi ăn á cũng là khách bình dân. Họ vô là họ lùa hết tô rồi họ đứng lên họ trả tiền. Ai mà quan tâm tới ý nghĩa của bún bò Huế đâu. Theo con nghĩ hả, thịt nhiều, bún nhiều, nước lèo vô cho đầy là khách họ khoái à. Nghĩa là vừa ngon vừa rẻ là đông khách thôi mẹ. Con nghĩ có lẽ nên... Ta nói có khách đông là xong xuôi hết thôi. Đó, bây giờ người khách này thấy người khách khác vô ăn là cứ đi theo, vô ăn là đông à. Nội với mẹ cứ để ý đi. Từ cái ngày bên kia mà khai trương nhà hàng á, bên mình mới ế khách á. Bây giờ mình cứ lấy được số khách đó trở về đây là xong xuôi hết. Nè, tôi không có mượn ngang. Nghĩa là bây giờ quán mình vừa ngon vừa rẻ là khách đông, không việc gì phải qua giành khách ở bên đó. Mất mặt lắm biết không? Không có gì mất mặt hết đâu mẹ ơi. Trăm người bán vạn người mua, nhà ai người đó lo. Mẹ cứ yên tâm đi, còn có nguyên cái đám đệ tử ngon lành luôn, nó sẽ làm được chuyện này. Thôi tôi biết rồi, tôi biết cái đám khách đó rồi. Cái đám khách đó là cái thứ ăn không ngồi rồi ha? Cái thứ ăn bám ăn thiếu không đó phải không? Chưa đâu mẹ, việc nào ra việc đó. Việc này nó chưa làm mẹ chưa đánh giá được đâu. Mẹ bình tĩnh đi. Thế đồ. Trời, cũng làm cả trường xôn xao luôn á. Cả lớp đi cổ vũ cho Phụng nha. Tụi mình á có bình chọn cho Phụng nữa đó. Đúng rồi, yên tâm đi, cả lớp sẽ bầu chọn cho bạn. Mình sẽ đi vận động cho. Không thành vấn đề, mình sẽ kêu gia đình mình á bầu chọn cho bạn. Chắc chắn mà sẽ thắng mà. Vậy thì có gì hay đâu chứ. Mà mọi người khoái chí vậy. Kim à, thay đồ đi. Rồi mẹ con mình đi coi mặc cái gì vòng tới nữa. Vòng tới á con sẽ trình diễn nhiều hơn. Kết quả thì phụ thuộc vào số người bình chọn nữa. Con yên tâm đi, mấy chuyện đó mẹ con sẽ lo. Như mẹ muốn, con phải thiệt là đẹp khi lên hình. Bảo đảm con sẽ có một chiến thắng thuyết phục, không có một sơ sót nào hết. Ừ. Nè, con sao vậy? Nè, có nghe mẹ nói gì không? Hả? Hả? Theo con á, muốn bún bò nhà mình đông khách á là phải quảng cáo rầm rộ lên thì người ta sẽ biết tới nhiều, sẽ kéo tới đông. Dạ đúng rồi đó. Con nghĩ mình sẽ mời những người nổi tiếng, ví dụ như là diễn viên nè, ca sĩ nè, lại ăn bún bò nhà mình. Rồi khách khứa thấy như vậy á, ta vô ta coi những người nổi tiếng, rồi ta ăn bún bò. Rồi con lấy cái bài hát bún bò mà con tự chế đưa cho ca sĩ hát cái bài mà ôi chào mì quá bún bò ơi, cái cô sướng cả đời cũng ngồi say yeah đó. Lúc đó quán bún bò mình càng ngày càng nổi tiếng, cái bài hát của con cũng nổi tiếng luôn. Nè, thôi đi, nhà mình làm gì có tiền mời ca sĩ nổi tiếng, cỡ ông hát á khách bỏ chạy hết quá. Ý của tôi á, mấy đứa nói quảng cáo cũng tốt, nhưng mà theo ý tôi á, bây giờ á mình cứ bán bún bò Huế trong nhà mình á, theo cái nghề giá truyền để lại trong nhà mình đi, mà mình nấu cho thiệt ngon, khách hàng tới đông lắm. Thôi, ý con á là khác. Ý con bây giờ là mình thay đổi bằng cách là mình bán tô bự, thịt nhiều, nước nhiều, bún nhiều nha. Một tô bánh kia ní vậy mà ai không khoái. Mẹ, con thấy cách mẹ hay á. Cái cách của mẹ dễ đưa cả nhà này ra đường ở luôn á. Theo cách của con á là cưỡng bức khách, tất cả khách đi ngang đây đều cưỡng bức vô đây để ăn bún bò. Trời ơi, không có được đâu anh. Con á thì con đồng ý với cách của nội đó. Với lại mình phải sửa sang lại cái quán của mình một chút cho nó có một cái nét gì đó riêng phù hợp với bún bò truyền thống. Rồi bên cạnh đó quán phải sạch sẽ, tươm tất, rồi phong cách phục vụ phải lịch sự nữa, như vậy mới thu hút được thực khách. Đúng rồi đó, con thấy mẹ nói đúng á. Bây giờ ha, nhưng mà mình phải quảng cáo rầm rộ hơn nữa mới được. Thôi, nhà mình bàn cũng lâu quá rồi. Bây giờ con tính về cho nó khách quan nha. Mỗi người một cách, hay là thử theo cách của từng người đi. Coi cách nào hiệu quả thì mình làm. Được, vậy làm cách mẹ trước. Còn cái kiểu du côn du kề của thằng này tính sao? Rồi, mẹ có quyền lập trước. Nhưng mà thời hạn của mẹ chỉ có trong vòng một tuần lễ thôi. Nếu như không ăn thua gì con A Lê hấp tụi kia tới liền này nha. Rồi mẹ coi, tao chưa có mượn tới cái đám lâu la của mày đâu. Còn con, ráng làm thành người đàng hoàng tử tế đi. Dạ, con với Phụng đi ra ngoài chút xíu. Dạ. Chỉ có vậy thôi mà mất nguyên buổi chiều đó hả?
con bắt đầu đói bụng rồi đó. Gì? Mày cũng biết đói nữa hả? Mày kiêng hết gạo nhà ra cho người ta rồi, bây giờ mày còn than mày đói nữa hả? Có bún đó muốn ăn thì tự làm đi. Dạ thôi, để con đi nấu bún cho mọi người ăn. Có sao thì ăn vậy mà. Nội với ba lúc nào cũng xung khắc, nói chuyện một hồi nhức cả cái đầu à. Tôi thấy cũng kỳ thiệt nha. Nhà mình bán bún bò thì nấu ngon, khách lại ăn đông thôi, còn vậy mà cũng bàn vô cả buổi. Lúc nào cũng vậy hết trơn á. Ê mà nè, chỉ cần tôi thắng cuộc thi này á là quán sẽ đông khách trở lại à. Trời ơi, bà nhìn cái mặt bà kìa, áo thắng thấy rõ luôn. Ê, còn chuyện đó bà tính sao? Tính gì? Trời ơi, thì bà phải chuẩn bị cái gì chứ. Ngày mai á là bà phải tập luyện nhiều rồi đó. Biết tập luyện gì giờ? Trời ơi nè, chào hỏi, lần này không chỉ một mình ban giám khảo đâu, mà còn những khán giả vote cho bà nữa. Bà đâu thể nào tung ra cái chiêu mà khuyến mãi ăn bún cho người ta ngập mặt. Còn nữa, bà muốn thi cái gì bà phải tập cái đó. Tôi nói thiệt á, là tôi bó tay rồi. Ông là người ngoài á, ông coi giùm tôi là tôi có chỗ nào mạnh không. Chứ tôi nói thiệt á, là tôi thấy tôi không mạnh chỗ nào hết trơn á. Bỏ thiệt hả? Ờ, bỏ thiệt luôn. Nói đi. Tôi thấy bà không có chỗ nào mạnh hết á. Không có thì bà phải tập luyện. Bà coi trên TV á, bà thấy cái gì hay thì bà tập. Không biết kịp không nữa, tuần sau thi rồi, còn có nhiều ngày nữa đâu. Cứ một tuần một vòng thi vậy á, chắc chết sớm quá. Người ta đẹp đẽ đâu cần phải lo, còn khu bắp như bà lo phải rồi. Vô gì à? Sa. À, hôm qua anh hai đi coi bói sao rồi? Thầy bói nói có đúng không? Coi bói là sao? Anh mới đi coi bói hả? Hôm qua anh Huy có dẫn anh đi gặp một ông thầy bói. Em có qua nhà, nhìn thấy bày đồ không được phong thủy lắm, nên có khuyên anh hai đi coi xem nhà cửa đất đai thế nào, mà sao dạo này nhà mình cứ hay có chuyện vậy. Vậy mà anh không kể gì với em hết. Con đi xem thầy bói nói sao. Có gì đâu, thầy bói nói là nhà mình không được hưởng phúc kinh doanh của ông bà để lại, là do không được ở trên đất tổ tiên. Thêm nữa, nếu muốn làm ăn tốt á thì phải ở trên cả hai hướng, tức là cả nhà mình và cả nhà chú ba nữa. Nhưng mà con thấy không có tin lắm. Đất này đều là đất tổ tiên để lại, mà nhà thì có hai anh em à, không chia như vậy thì chia làm sao? Nếu đúng là đất tổ tiên để lại thì mình là con trưởng, mình phải ở đó để hưởng phần hương quả chứ. Thầy nói đúng đó con. Đất mình đang ở đây á, hồi xưa á là đất ao, rồi á ông bà tổ tiên á mới sang lấp đi, xây cất thành nhà ở. Chứ thực chất á, cái phía bên nhà thằng Ba Phi á mới đúng là đất tổ tiên để lại, mà khởi nghiệp á là cũng từ bên đó. Nếu vậy á thì chắc là thầy nói đúng rồi đó anh. Bên kia mới là phần đất chính, cho nên nó dưỡng khí được phát tài lộc. Mình phải lấy lại được mảnh đất đó thì mới phát tài được anh hai chị hai à. Con Lan nói đúng đó. Tưởng đâu dễ kiếm tiền, ai về ngồi chọc chữ ở đây có thấy con ma nào tới đâu. Râu. Dạ. Lẽ nè. Dạ. Đem hết binh khí ra ngoài đường cho anh. Đại ca tính làm gì vậy? Tao đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Cứ ru rú trong nhà kiểu này á, tàn đời cũng không có mưu sinh. Tụi mày có nhớ rõ bữa trước là mấy đứa con nít nó khoái tụi mình ra sao không? Nhớ. Cho nên không tập ở đây nữa, quyết định đổi ra ngoài cả ba kia tập, đảm bảo kiểu gì cũng có học trò hết. Đại ca, tập giữa đường vậy đó hả đại ca? Đúng.
nằm ngay ngoài ngã ba đó, cho bà con chòm sớm đi qua lại thấy được cái võ đường huynh đệ của mình như thế nào. Giống như cái võ đường giống như là cái gánh sinh đồng mấy võ của ba sáu xưa vậy. Đường đại ca. Được cái gì? Dọn đồ hết cho tao ra ngoài đi. Nè lên đi. Dạ. Kim đâu rồi? Thiên Kim đi với mẹ có chuyện rồi. Hôm nay Phượng Liên mình. Kìa, mấy nhắc Kim tới rồi kìa. Chào. Đúng là cái đồ khinh người, đồ đáng ghét. Ê, sao bà dị ứng như hoàng quá vậy? Bà có biết á, là tôi thấy ổng ha, là tôi thấy không khiến còn ngạt cái mùi khinh người rồi đó. Ổng ha, đẹp trai thì được cái gì? Tưởng vậy là ngon chắc à? Tôi hả, bữa nào á tôi phải cho ổng vô mới được. Bà cứ vậy không à, hoàng nó không phải vậy đâu. Sao ai cũng nhìn bề ngoài của ông đánh giá trơn vậy? Vẻ bề ngoài chẳng nói lên điều gì hết á. Bà biết ông là người như thế nào không? Đâu có gì đâu. Bà nói đúng á. Vẻ bề ngoài á không có gì, mà bên trong mới là quan trọng á. Nè. Gì vậy? Hôm bữa Tôn Hoàng làm tôi quên lần, giờ tới bà nữa hả? Đọc đi. Lật quá. Nè, ông khoi mấy cái trò tìm cách chỉ cần người khác đi nha. Ông làm như vậy á, thấy vui và thích thú lắm hả? Nhưng mà hai người cái lũ này học hành giỏi giang á, thì phải biết cách cư xử chứ. Cái đồ công tử bột. Trời ơi, có chuyện gì nè? Thôi từ từ cũng. Sao? Giờ bên ngoài quan trọng hay là bên trong quan trọng hơn? Tôi đi vậy đúng không? Hey.
Dạ kính thưa bà con, bà con vừa coi xong biểu diễn võ thuật võ nghệ cao cường có 102 của võ đường huynh đệ chúng tôi. Dạ, để chào mừng cho ngày khai giảng, các em nhỏ, các bậc phụ huynh đăng ký lớp học cho con em mình sẽ được giảm 50% cho 3 tháng đầu tiên. Dạ mời bà con bà vô ạ. À, em đăng ký đi em. Tôi không có nhu cầu. Không có nhu cầu. À, em bà em sáng nè, đăng ký mở hàng giùm anh đi. Cái này tôi cũng thích lắm nhưng mà giờ này hơi bận, để dịp khác nha. À, để dịp khác ha. À, được rồi, được rồi. Em vô đăng ký học võ em. Đăng ký học võ đi em, đăng ký đi. Chị đứng đây làm gì, vô đăng ký học võ đi. Tôi dạy được lắm á. Đi đi chị. Muốn con ăn bắt không? Tôi đã nói tôi không có tham gia mà. Tụi bay đâu rồi? Chặn tất cả các ngã tư lại cho tao. Dạ. Làm gì có chuyện coi biểu diễn võ thuật mà không đóng tiền hả? Chị cày công vậy? Đại ca, đại ca, muốn võ mấy tiếng hồ mà đánh chết luôn. Sao chị nổi tụi này? Đuổi ra đi, đuổi ra. Đứng lại, đứng lại hết. Ai có tiền đây? Đâu? Đưa tiền mới được về đi. Đưa tiền mới được về. Tiền đâu? Tiền đâu? Đi vô, vô, vô. Khốn hồn thì nộp tiền coi biểu diễn võ thuật. Nếu không thì đừng có trách nghe chưa. Hả? Tiền đâu? Tiền đâu? Tiền đâu? Tiền gì tiền? Dễ bán kỳ vậy? Mấy ông chịu nói trước. Biết vậy tôi không coi đâu. Tự nhiên rồi tiền kỳ vậy? Có cái gì vậy mày? Hả? Tự nhiên vậy? Tự nhiên tôi mà coi. Không có cái gì thôi. Mà nói sao? Làm gì? Không có cái gì? Không có cái gì? Hả? Không có cái gì? 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 Không mày muốn sao? Mày em giúp giùm chị bữa nay nha. Nhà chị nhiều việc quá, mai mốt chị làm bù giùm em. Cảm ơn em nha. Nè con, cho con đi làm đi, trễ rồi. Thôi mẹ bệnh quá, con làm phụ mẹ. Trời ơi mẹ không sao hết á, con đi làm đi. Dạ thôi mà mẹ. Dạ mời chị. Dạ cảm ơn cô. Mẹ, mẹ uống thuốc không bớt hả? Không có sao đâu mà, mẹ hơi mệt, uống thuốc hoài cũng không hết. Có gì đâu con. Chào thím ba. Ủa chú Tư, bên đây công việc ở phường rảnh rỗi, chú ghé ủng hộ quán bún bọt của con hả? Chú ngồi đi. Đâu có, tôi đến báo cho nhà biết nè. Thằng Ba Phi nó quậy bên ngoài, bị công an phường bắt rồi. Hả? Trời. Sao vậy chú? Trời ơi. Anh Ba Phi anh làm gì mà bị công an bắt vậy chú? Nghe nói nó quậy phá với cái đám nào đồ đó. Đồ con cái bất hiếu. Mẹ. Trời ơi, nó quậy hết cái này tới cái khác vậy đó. Trời ơi, sao tôi khổ quá vậy nè. Đã nghèo mà còn gặp cái eo nữa. Mà nó làm gì cho đến nỗi bị công an bắt? Mẹ, cho nó ở tù rụt xương luôn đi. Mẹ, không ai mà khổ như tôi. Thôi mẹ ráng bình tĩnh đi, để con qua đó còn sao. Chú Tư, chú đi với con qua công an nha. Ừ, con đừng có lo, có gì chú Tư nói cho một dạ. tiếng. Đã tới nước này rồi mà chị còn không chịu thay đổi răng. Phải thay đổi ngay. Bà hai, bà hai, bà hai. Dạ con chào bác. Đi ra đi, ra. Vậy thôi, bà ngồi đi. Bà cụ vẫn còn ở bên đây hả? Cả tuần nay á, tôi không thấy bà ghé qua chỗ tôi. Cũng không thấy bà ghi con nào hết á. Tính bỏ luôn hả? Hay là không có tiền? Rồi bà cứ về đi. Bà về đi, rồi tôi qua bển nói chuyện với bà sao nghe. Chị mà không chừa cái thoại nữa thì chưa, thì đừng có hy vọng đổi đời. Được rồi con biết mà mẹ, muốn thay đổi cũng phải từ từ chứ. Về đi. Dạ thôi con chào bác con về. Trời ơi, trời ơi, sao mà tôi khổ dữ vậy trời. Cảm ơn anh chị. Vậy cho hỏi anh chị đi mấy anh, người ạ? Chị đi hai người cưng. Chị em. Dạ mời anh chị ngồi. Cảm ơn em. Vậy anh tính làm sao? Nhà bên đó có để vậy á thì cũng có làm ăn gì được đâu. Nghĩ đi nghĩ lại thì ông thầy bói nói không phải là không có lý. Nếu hai nhà mà hợp tác làm ăn á thì kinh doanh sẽ phát triển hơn nhiều.
Anh có nhớ hôm rồi con Phụng qua đây để dò la thám thính tình hình nhà mình không? Rồi còn chuyện bà nội tự nhiên qua ở bên nhà đó nữa. Em á, là em thấy lạ lắm á. Có cái gì mà lạ đâu. Không phải con bé Phụng là nó thừa nhận là nó qua đây đó chỉ học hỏi nấu ăn thôi, chứ phải ăn trộm ăn cắp gì đâu. Em đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Còn chuyện bà nội qua bên đó ở mấy ngày là để thay đổi không khí thôi. Anh á, lúc nào cũng bên nhà đó chầm chầm mà. Chuyện của con Phụng á, đời nào người ta chịu là cho nó qua bên này để ăn cắp bí quyết gia truyền của nhà mình. Bà nội trước giờ có bao giờ nhận má hai là con dâu đâu. Sao bây giờ lại đòi qua bên đó ở? Em là em nghi lắm. Nghĩ chuyện bà nội thì cũng kỳ thiệt. Đó, bởi vậy mới nói anh coi cách nào để mua lại cái nhà ở bên đó. Nhưng không phải bây giờ. Nhà người ta đang ở, đời nào người ta chịu bán cho mình. Thì mình tính cách. Anh mà không làm nhanh á ha, thằng Ba Phi nó mượn danh bà nội, nó thôn tính cái nhà mình luôn cho coi. Làm gì có chuyện đó. Sao anh biết là không? Thằng đó trước giờ không làm chuyện gì cho ra hồn hết, chỉ toàn ăn rồi phá. Bà nội qua đó khác nào cho nó cơ hội để nó cắn mình. Nhà cư di bất thiện mà. Em dám chắc là nó sẽ nghĩ ra cách đó đó. Chú Ba sẽ không làm như vậy đâu. Tính chú Ba thế nào anh quá rõ mà. Chú Ba nhìn dữ tợn như vậy nhưng mà tính tình trẻ con đó, không có dám dính vào mấy cái chuyện tranh chấp đâu. Ủa, sao anh chị đứng đây vậy? Anh chị đã nói chuyện gì hả? À, anh chị có chút chuyện cần bàn. À, không có chuyện gì đâu em. Cô Tư tính đi đâu hả? Dạ, em biết anh chị đã băn khoăn chuyện với hai nhà. Nếu mà cần em giúp đỡ thì anh chị cứ nói. Dù gì đi nữa, em cũng ủng hộ anh tới cùng. Em là em gái ruột của anh mà. Đó, cô Tư có nói ý cổ rồi đó. Anh tính làm sao thì tính. Tới nước này, mình mà không làm là thằng Ba nó làm đó. Sao Phụng không viết thư xin lỗi người ta đi, còn chờ gì nữa? Dạ, cảm ơn anh. Thôi chị về chịu khó nhắc nhở anh Buffy lại nghe. Dạ, chào anh. Rồi, chào chị. Thiệt tình. Thôi mình vô đi. Mấy ông này mày đặt thủ tục giấy tờ đồ nữa, lôi cả xe người ta về đồn, làm như vụ án giết người không bằng. Có đụng tới cọng lông chân của ai đâu. Nẹt thù kia con trái một,
bị vu oan giáo họa, thiệt là bực mình hết sức. Chỉ một câu nói, người ta bắt anh vô đồn làm cái gì? Thì tại tôi cũng muốn kiếm tiền chứ bộ, ai về xảy ra việc ngoài ý muốn vậy đâu. Nhà mình hơn người ta là có quán ăn truyền thống, tiếng tăm lâu đời, khỏi phải mất công gây dựng. Nếu chí thú làm ăn phát triển thì không cần phải đi đâu kiếm ăn cho xa xôi cực nhọc hết. Anh không thấy hay sao? Tôi đã nói là tôi không hợp với cái nghề đó. Ngày nào cũng bắt tôi xuống bếp chen chen nấu nấu, tù túng muốn chết mà có kiếm được bao nhiêu đâu. Làm cho cố vô cũng đâu có bằng cái nhà bên kia đâu, làm chi cho mệt vậy. Anh cũng là con cháu ở trong nhà, cũng là người kế tục sự nghiệp của ông và ba, chứ có phải riêng gì anh Kỳ đâu. Mình cứ sử dụng những cái vốn có của ông bà để lại, rồi chăm chỉ làm ăn thì sớm muộn gì cũng gây dựng được sự nghiệp thôi mà. Làm như ông trời ông sanh ra phụ nữ nói chuyện nhiều hay sao á. Tôi đã nói là tôi có cách kiếm tiền, không cần phải vô cái nghề đó. Không phải tôi cũng nít nó hoài vậy. Nè, anh cho xe quay lại đi. Gì? Tự nhiên nhả đây quay lại làm chi? Anh cứ quay xe lại đi, có việc mà. Bốn. Sao không đợi Kim gì hết vậy? Tại vì Phụng có chuyện gấp mà. Thiệt không? Thiệt. Là chuyện gì? Chuyện nhà. Sao kỹ vậy? Từ trước giờ Kim với Phụng đâu có chuyện gì giấu nhau đâu. Ủa, bộ có chuyện gì nữa hả? Không, nói thiệt mà. Sao mà Kim lại đa nghi như vậy không biết nữa. Thôi đi về đi, Phụng đang có chuyện gấp lắm á. Mười mấy năm rồi mà quán vẫn như xưa, không có gì thay đổi hết. Chỗ ngồi này cũng vậy. Tự nhiên đi vô đây à? Thôi đi về đi, mọi người ở nhà đang chờ mình kìa. Em tưởng anh không muốn về nhà chứ. Anh không sợ bị mẹ giác chổi đuổi đánh khắp xóm hả? Nhưng mà ngồi đây hoài cũng đâu có được đâu. Chỗ này á, chỉ dành cho mấy đứa trẻ trung. Già cái đầu rồi, vô đây không thấy kỳ hả? Anh mà cũng biết kỳ nữa hả? Vậy chứ sao hồi đó. Thôi, anh cứng mình hết trơn bây giờ nè, nói gì tùm lum tùm la. Anh Phi à, em không muốn mình cứ sống như vậy đâu. Rồi sẽ tới đâu chứ? Chúng ta còn có con gái mà. Em không muốn con vì chúng ta mà phải thua thiệt bạn bè. Nếu anh không thay đổi, em sẽ ở đây hoài không về nữa. Coi phim Hàn Quốc riết á, giận chồng con không ra giống gì á. Thôi đi về giùm đi, người ta cười quá trời rồi kìa. Đi, anh về trước đi. Bây giờ em muốn tôi thay đổi phải không? Được rồi, giờ tôi thay đổi hết luôn á, được chưa? Tính tiền đi. Dạ. Anh hứa là anh sẽ thay đổi rồi đó nha. Ừ, thì nói. Dạ cho em gửi. Cảm ơn chị.
Vậy phải coi được không? Tôi nói thay đổi, nhưng mà chưa có hứa nha. Ê, tôi thấy còn có 3 ngày nữa là tới vòng thi thứ hai rồi. Sao bà không chịu hả, luyện tập gì hết trơn vậy? Bà đừng có tưởng hả, thi được một vòng đầu là ngon nha. Có gì mà phải tập chứ, thì tôi vẫn là tôi thôi. Với lại tôi đâu biết gì đâu tập. Chẳng phải ông nói là tôi không có năng khiếu gì sao? Chính vì vậy nên bà cần phải luyện tập nhiều hơn nữa. Bộ tưởng đi thi bà muốn nói gì bà nói hả? Tất cả đều phải học hết. Mà nè, bộ mấy bữa nay bà có chuyện gì hả? Cái mặt bà đăm chiêu nhìn, người ta không biết bà nghĩ gì hết á. Bộ bà lo lắng cho cuộc thi hả? Đúng không? Tôi không có chuyện gì phải lo lắng hết trơn á. Mình làm sao thì mình là mình thôi. Nói thì nghe hay lắm. Vòng này là thi năng khiếu đó nha. Bà thấy Thiên Kim không? Người ta luyện tập hàng ngày hàng giờ, đã vậy còn đẹp hơn bà nữa. Còn bà thiệt. Ông đi ra chỗ khác coi. Tôi làm nhanh còn học bài nữa. Nói hoài sao tôi làm được. Ê, tôi nghĩ bà nên tìm một cái bài gì đó mà liên quan tới bà. Ví dụ như là bún bò tình yêu của tôi. Oh yeah. Bún bò, yeah. Ôi chào mê quá, bún bò ơi. Ngồi quất hai tô sướng đã đời. Cân nạt tái thăng ăn thích quá. Chân giò hầm kỹ sực mê tơi. Công công bao cộng bún tươi trắng. Lắm chấm chút màu ớt đỏ tươi. Đặc sản của dân người xứ Quế. Ôi chào mê quá bún bò ơi. Yeah, come on, say yeah. Tôi biết á, bà lo gì rồi. Cái gì? Tôi không nói đâu. Nói đi. Không nói đâu. Nói. Không nói. Nói không? Không nói. Nói. Không nói. 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 Trời ơi. Mẹ. Xuống đây. Mày xuống đây. Mẹ. Mẹ. Trời đánh. Trời đánh. Mày làm nhục tất cả phường này mày biết không? Trời mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi mẹ. Thôi mẹ ơi, mẹ. Tôi kêu chị buông ra. Khi mô cũng dày con kiệu rửa. Nó lớn rồi, có vợ có con. Mô phải con nít mô mà đe đâu đánh hoài rửa. Còn mi nữa, không nghĩ tới vợ tới con chi hết. Con Phùng hằng nhỏ xíu, hằng con biết suy nghĩ hơn anh đó. Hai mà con anh phải biết thay đổi ngay. Sống như ri á, rốt cuộc cũng không có nhà mà ở. Nhà này hồi trước giờ mỗi người một việc, bây giờ biểu thay đổi liền cũng khó. Tốt nhất là phải theo ý của con. Con là chủ cái nhà này, mà cũng là cái người nấu bún bò chính trong cái gia đình này từ trước tới nay. Từ ngày mai sẽ bắt đầu cái chiến dịch hợp nhất, thay đổi cả nhà. Dạ. Em ơi, mẹ hả? Mẹ vô đi. Xuống ăn cơm đi con. Con có sao không vậy? Nè, sắp thi mà bệnh là không có được đâu à nghe. Mẹ. Ừ? Chỉ bị thất tình á. Cái thằng nhóc này, nhiều chuyện hả? Tao ký vô đầu bây giờ. Thôi. Ở trường có chuyện gì hay sao mà thấy con bực bội vậy? Nói cho mẹ nghe coi. Mẹ, hình như là nhỏ Phụng với lại Tôn Hoàng có gì với nhau hay sao á. Là sao? Mẹ không hiểu. Con cũng không hiểu luôn. Từ trước giờ hả, hai đứa nó ghét nhau dữ lắm. Mỗi lần gặp con á là nhỏ Phụng nói xấu Tôn Hoàng à. Còn Tôn Hoàng á thì không bao giờ để ý tới Phụng hết. Tự nhiên bây giờ lại vậy. Nó cứ sao sao á mẹ.
Thì ra là vậy. Con không được suy nghĩ ba cái chuyện tình cảm linh tinh đó nữa. Nhưng mà... Mẹ nhắc lại nè, con còn quá nhỏ, tránh xa ba cái chuyện tình cảm đó ra. Còn nít mà bày đặt thương mến, yêu đương. Bây giờ á là lúc dành thời gian chuyên tâm luyện tập. Đó mới là mục tiêu quan trọng trước mắt. Lúc nào mẹ cũng vậy á, lúc nào cũng kêu tập luyện. Chán muốn chết rồi nè. Mẹ nói con phải nghe, không có cãi. Chỉ cần con cố gắng, tất cả mọi thứ là của con. Thôi được rồi, bây giờ đi xuống nhà ăn cơm đi nghe. Lát còn tập đàn nữa. Mẹ thấy á, con đàn vẫn chưa có hay lắm đâu nghe. Nhất định lần này con phải làm cho ban giám khảo và khán giả kinh ngạc. Tập đàn hoài. Thôi mà. Đàn hoài. Cằn nhằn hoài. Nè bưng cho khách đi. Nội, nội tính làm vậy thiệt luôn á hả? Con thấy bún bò nhiều quá chừng luôn á. Chỗ đựng nước lèo còn không có nữa. Người ta lo ăn không á, ăn no mất tiêu rồi. Đâu có để ý mùi vị bún bò của mình sao nữa đâu. Mày biết cái gì mà nói. Con là chỉ lo bưng cho khách thôi. Nè con thấy tô bún không? Thịt nhiều, chả nhiều, rồi nước nhiều, thấy không? Khách mà không khoái mới là lạ đó. Để rồi con coi nghe. Bưng cho khách. Dạ. Để rồi coi. Mày thấy nổi nè, mốt mỏi tay luôn. Con nói mẹ nghe nè. Dạ con mời cô. Mẹ buôn bán kiểu này á, đồng ý là có khách đông thiệt, nhưng mà coi chừng không có lời mà còn lỗ nữa đó. Hay quá ha. Rồi á, mẹ làm hại nguyên cái gia đình mình còng lưng lên rửa tô rửa chén cho người ta giống như rửa mướn vậy đó. Con nói mẹ làm theo cách của con đi mà mẹ không đồng ý. Tụi bay đó hả? Tới nhà tao liền đi, có gì cần tụi bay nè. Tao đợi nè. Mày đi đâu mày? Mẹ muốn con làm cái gì á, mẹ chờ coi. Coi chịu nổi nó không à. Nội. Đó con thấy người ta nói không? Nhiều quá, ngon quá, thấy không? Nội thấy người ta khen vậy nhưng mà có lời đâu. Ôi, mệt quá.